Alo. Một ngôi nhà nghe. Sáng và nụ cười trẻ. Ok đó nhà. Đang nhìn nhà. Ok. Mặc cho thế giới có bao nhiêu nỗi thay, anh sẽ không quên những lời hứa hôm nào. Này, chúng ta chơi thế rồi. Em gót rồi chị, muốn chụp được rồi. Em thấy vậy. Các chị nói không? Một tiếng. Giờ em Nga cũng xa cơ lắm thế rồi nha. Giờ thì bạn anh cũng còn bị phá sản. Nên giờ em muốn mình anh số giúp để em làm ăn. Rất là fan quá, lúc trước mà giàu á. Dẫn bạn bè đi chơi những lúc mà không lại bạn bè ở đâu. Bạn bè bỏ rồi. Tiền là gì mà bạn bè xa lánh? Khi xa cơ trong tay không có tiền. Nhớ ngày xưa tình bạn còn thân thiết, cứu nhau anh em trong cuộc chơi xa đó. Ai có đâu ngờ lúc cơ hàn thì bạn bè xa lánh, bỏ mặc ta đi bơ vơ chuẩn đông người. Bạn và bè thì bạn là được mời, giờ đây quen ta mới biết chỉ sống vì tiền thôi. Sao không gọi tên bạn, lúc hoàn nạn cứ gọi bạn ơi. Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn, lúc hoàn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu. Đồng tiền sách thì còn có giá trị, nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi. Người bạn thật sự không phải đến lâu dài, mà đó là người luôn bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn. Những lúc sau có hay cơ gì mà bạn bè xa lánh, khi xa cơ trong tay không có tiền. Nhớ ngày xưa tình bạn còn thân thiết, cứu nhau anh em trong cuộc chơi xa đó. Ai có đâu ngờ lúc cơ hàn thì bạn bè xa lánh, bỏ mặc ta đi bơ vơ chuẩn đông người. Bạn và bè thì bạn là được mời, giờ đây quen ta mới biết chỉ sống vì tiền thôi. Lúc ăn chơi sao không gọi tên bạn, lúc hoàn nạn cứ gọi bạn ơi. Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn, lúc hoàn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu. Đồng tiền sách thì còn có giá trị, nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi. Người bạn thật sự không phải đến lâu dài, mà đó là người luôn bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn. Những lúc sau có hay cơ hàn, lúc ăn chơi sao không gọi tên bạn, lúc hoàn nạn cứ gọi bạn ơi. Lúc ăn chơi nàn gọi bạn chẳng thấy đâu. Đồng tiền sách thì còn có giá trị, nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi. Người bạn thật sự không phải đến lâu dài, mà đó là người luôn bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn. Những lúc
giàu có hay cơ hàn.